Are you ready? Yep. Left turn. And then right turn. And stop. Okay, okay. You good, you good. You passed. Kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn. Video này là tập 2 từ câu 21 đến câu 40. Tín hiệu bàn tay và cánh tay. Rẽ trái. Mọi người nhìn thấy đó là kể như là đưa tay về bên trái. Stop, dừng lại. Chỉ thẳng tay xuống dưới đất, giống như là thả neo vậy đó. Còn lại sẽ là rẽ phải, đưa tay thẳng lên trời. Những tín hiệu bàn tay và cánh tay. Vào ban ngày, tín hiệu tay và cánh tay có thể được sử dụng thêm vào hoặc thay thế tín hiệu rẽ. Bạn không được sử dụng tín hiệu tay vào ban đêm hoặc trong khi đang lái một phương tiện xây dựng hoặc chở nặng, nên những tín hiệu tay đó có thể không được nhìn thấy bởi những người lái xe khác. Câu 21. Nếu bạn thấy đèn vàng ổn định khi đến gần giao lộ, bạn phải. Câu trả lời đúng là B. Dừng lại nếu có thể. Câu 22. Khi một tài xế khác đang cố vượt qua bạn, bạn nên. Câu trả lời đúng là A. Ở trong làn đường của bạn và không tăng tốc độ của bạn. Câu 23. Trên đường cao tốc, mất thời gian, khoảng trắng, để vượt xe thương mại hơn là vượt xe khách. Câu trả lời đúng là A. Lâu hơn 3 đến 5 giây. Câu 24. Khi hai xe đến một giao lộ cùng một lúc và không có đèn hay tín hiệu giao thông ở đó, câu trả lời đúng là D. Xe bên trái phải nhường cho xe bên phải. Câu 25. Dấu hiệu này có nghĩa là gì? Câu trả lời đúng là C. Một giao lộ chữ T ở phía trước, nhường đường giao thông băng qua. Câu 26. Khi bạn thấy một chiếc xe buýt trường học dừng lại với đèn đỏ nhấp nháy và cánh tay dừng của nó mở rộng, bạn phải khoảng trống. Trừ khi nó dừng ở phía đối diện của một con đường tách biệt. Câu trả lời đúng là A. Dừng cách xe buýt ít nhất 20 feet, tương đương với 6 mét. Câu 27. Trong khi lái xe ô tô được trang bị túi khí, không đặt tay lên vô lăng ở các vị trí khoảng trắng, câu trả lời đúng là 10 giờ và 2 giờ. Câu 28. Dấu hiệu này có nghĩa là gì? Câu trả lời đúng là A. Một đường sắt băng qua phía trước. Câu 29. Dấu hiệu này cho biết điều gì? Câu trả lời đúng là A. Một đội nhân viên đường bộ tại nơi làm việc. Cả nhà mình nhìn thấy cái hình giống như là cái người này cầm cái xẻng đó. Câu 30. Không bao giờ đi trên một đường cong hoặc đồi nơi mà bạn không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước. Câu trả lời đúng là C. Ít nhất 700 feet, tương đương với 213,5 mét. Câu 31. Trên đường đô thị hoặc thị trấn, giới hạn tốc độ hợp pháp trong điều kiện lái xe lý tưởng là khoảng trắng,
trừ khi có biển báo giao thông khác. Câu trả lời đúng là D. 30 dặm một giờ tương đương với 48,3 km giờ. Câu 32. Nếu người đi bộ đang ở trong lối qua đường được đánh dấu hoặc không được đánh dấu, bạn phải. Câu trả lời đúng là A. Dừng lại và đợi cho đến khi người đi bộ đi qua. Một lần nữa xin được nhắc lại. Người đi bộ luôn có quyền ưu tiên hàng đầu. Câu 33. Dấu hiệu này có nghĩa là gì? Câu trả lời đúng là A. Một cây cầu hẹp phía trước. Câu 34. Nếu bạn đang kéo một xe cắm trại hoặc toa móc, bạn phải duy trì khoảng cách sau ít nhất là khoảng trắng so với các phương tiện khác. Câu trả lời đúng là B. 500 feet. Tương đương với 152,4 mét. Câu 35. Lùi lại không được phép trên xa lộ hoặc đường cao tốc ngoại trừ cho. Câu trả lời đúng là D. Phương tiện khẩn cấp. Câu 36. Vào ban đêm, khi bạn ở trong phạm vi 1.000 feet của một chiếc xe đang tới, hoặc đi theo một chiếc xe khác trong vòng 200 feet, bạn phải. Câu trả lời đúng là sử dụng đèn pha thấp. Xin được giải thích cái chỗ này một xíu. Khi mà mình để cái chế độ đèn ở chế độ high beam á, thì nó sẽ làm cho cái người mà đi ngược chiều mình á, chói mắt, họ có thể là họ không nhìn thấy. Khi mà lái xe ở nông thôn để vào ban đêm để tránh tình trạng là những cái con nai nó bất ngờ nó nhảy ra ngoài đường á, thì mình có thể để ở cái chế độ high beam. Câu 37. Ở đoạn cuối hầu hết các đường vào dốc trên xa lộ, bạn sẽ tìm thấy khoảng trắng cho phép bạn tăng tốc độ của mình. Câu trả lời đúng là C. Một làn đường tăng tốc. Câu 38. Bạn phải duy trì khoảng cách an toàn giữa xe của bạn và xe phía trước bạn bằng cách sử dụng. Câu trả lời đúng là B. Quy tắc 3 giây. Câu 39. Khi vượt xe khác, bạn phải. Câu trả lời đúng là A. Quay trở lại bên phải đường trước khi đến trong vòng 100 feet của một chiếc xe ngược chiều. Câu 40. Bạn phải làm gì khi đến gần hoặc vượt xe khẩn cấp đang dừng với đèn nhấp nháy trên đường có hai làn đường theo hướng của bạn? Câu trả lời đúng là A. Di chuyển vào làn đường xa nhất từ xe khẩn cấp nếu có thể. Nếu không, hãy chậm lại. Đã hết câu 40 và cũng kết thúc cái tập 2 cái video này. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.